Dạ chị chỉ ngăn đông thôi, thực ra là lời mua tới 250 lần. Nhưng mà bây giờ cả đàn cả bao của khách như vậy ha, để cho anh em giả chỉ 9.000 đồng coi như là lấy tương tác cho nó vui. Chứ cái này mà 99.000 đồng là coi như công lời đóng gói thôi nha mình nha, cả nhà mình nha. 99.000 đồng là coi như là cái công lời đóng gói thôi, chứ không có tính cái giá trị cái đàn này. Cả nhà mình đừng có thấy xong rồi thấy chế ồ dơ quá rồi xấu quá thì thôi đừng nói vậy, nhưng mà bấm vẫn còn nhẹ nha, mọi người vẫn tập chơi được. Đó, ok nhá, cái này là dành cho bạn nào eo hẹp chút xíu, mọi người vẫn tập chơi được. Em ơi, ghi mức giá 99.000 đồng, cả cái đàn, cả cái báo cụ mọi người ha. Coi như là cái công lời đóng gói thôi nha. Cái này là tập chơi ok nhá, nhà mình nha. Bạn okay. Thích sơn lại hay bạn thích làm gì là quyền của bạn. 99.000 đồng để cho mọi người. Mọi người ha, cái đàn hơi cũ một chút xíu. Đây là cái đàn giống như cái đàn rất là lâu đời của hồi xưa rồi, dòng này là dòng hồi xưa, sửa xưa rồi, nó cũ rồi, nhưng mà mọi thứ có thể là chất âm nó không được hay nhưng mà nó vẫn tập chơi được. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi. Ok mọi người ha.